Ngày 3 tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về vụ tai nạn xe cứu thương tông vào đuôi xe tải trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh này. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, vào khoảng 20 giờ 10 phút tối ngày 2 tháng 1, một xe cứu thương mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh chở bệnh nhân và người nhà từ huyện Trợ Gạo lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu khi xe này lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương về miền Tây đến đoạn thuộc địa bàn xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải cầu mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị Mỹ Tho. Xe tải cầu lúc này chở bốn nước đang di chuyển chậm cùng chiều tới cây trên giải phân cách. Sau cú tông mạnh, phần đầu xe cấp cứu bị bẹp dúm hư hỏng nặng, bệnh nhân và người nhà chỉ bị thương nhẹ, riêng tài xế xe cấp cứu bị thương nặng được người dân cậy cửa đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai phương tiện nằm chiếm hết một làn đường. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với công an thành phố Mỹ Tho điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.